Ngày 11 tháng 12, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt huyện để học tập, quán triệt và triển khai tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đợt học tập quán triệt nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản trong các văn kiện của đại hội để tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, tích cực thực hiện một cách sáng tạo trong thực tiễn, góp phần đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 17 đi vào cuộc sống. Đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, gương mẫu, nắm bắt đầy đủ, sâu sắc tinh thần, nội dung của nghị quyết. Sau hội nghị cán bộ chủ chốt, các cấp ủy, các tổ chức đảng trực tiếp là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo tổ chức việc học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị. Gắn việc thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình. Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đồng chí Bùi Thị Thương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện trực tiếp quán triệt các nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 17, đồng thời phân tích làm rõ ý nghĩa sâu sắc của từng thành tố chủ đề của đại hội, đó là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước. Đồng thời đánh giá khái quát kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân bài học kinh nghiệm, phương hướng, chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá và chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt là các nhiệm vụ và các giải pháp đối với từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng, chính quyền và trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025.